miền Bắc nắng nóng trước khi đón mưa dông diện rộng từ đêm mai. Hôm nay, ngày 28 tháng 7, các tỉnh miền Bắc tiếp tục nắng nóng. Từ chiều tối nay, vùng núi Bắc Bộ đón mưa dông. Miền Trung tiếp tục nắng nóng, riêng Nam Trung Bộ mưa dông buổi chiều. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối và tối. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên hôm nay, ngày 28 tháng 7, miền Bắc tiếp tục nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55 đến 70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Trọng tâm của nắng nóng vẫn là các tỉnh Tây Bắc Bộ, đặc biệt là Sơn La, Hòa Bình. Hà Nội hôm nay có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ. Dự báo từ chiều tối nay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc, nhiệt độ cao nhất giảm từ 2 đến 3 độ so với hôm nay. Từ đêm mai, miền Bắc đón mưa dông diện rộng. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay trời nắng, riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 55 đến 70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông cục bộ vài nơi. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo nắng nóng kéo dài ở khu vực này đến khoảng ngày 29 đến ngày 30 tháng 7. Chỉ số tia cực tím hôm nay trên cả nước ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao với sức khỏe con người, đặc biệt là tại Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, thành phố Hồ Chí Minh. Người tham gia hoạt động ngoài trời được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay, ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Từ chiều tối nay, khu vực này đón mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo, mưa tiếp tục ở khu vực này trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên hôm nay ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, cao nhất 30 đến 33 độ. Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, cao nhất 31 đến 34 độ. Dự báo từ nay đến ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa dông vào chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8, gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường. Khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.